Sau đây là cách chúng ta thay đổi ngôn ngữ cho phần mềm ClassPoint. Xin mời các thầy cô chúng ta mở phần mềm ClassPoint của mình lên. Nếu chúng ta muốn thay đổi ngôn ngữ thì các thầy cô sẽ bấm vào cái biểu tượng tên của mình. Đấy, bấm vào cái biểu tượng tên ở góc này. Nó sẽ ra cái này. Nếu chúng ta đang muốn thay đổi ngôn ngữ thì bấm vào cái chỗ Language ở đây hoặc là ngôn ngữ ở đây. Và chọn lại ngôn ngữ mong muốn của mình. Ví dụ chúng ta đang có ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu muốn chọn sang tiếng Anh thì bấm vào chọn English và bấm vào thay đổi ngôn ngữ. Và ok. Vậy thì bây giờ tất cả các giao diện của nó sẽ chuyển sang tiếng Anh hoặc là tiếng Việt là ngôn ngữ mà các thầy cô yêu thích. Chúc mọi người thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô trong video tiếp theo.